lên. Rồi đầu tiên mình sẽ giới thiệu các bạn một số cái tab ở đây. Chúng ta có tab File. Ở đây có một số chức năng là chúng ta sẽ mở được những cái pha ảnh nhiệt lên, cũng như là mình có thể import hoặc export những cái bảng số liệu của nó theo file Excel, hoặc là phần Workspace này. Workspace này thì mình sẽ nói sau. Rồi chúng ta mở những bảng nhiệt lên. Rồi, tab thứ nhì là tab Edit. Trong tab này các bạn có thể kiểm tra cho từng cái bức ảnh này. Nhưng mà mình muốn giới thiệu chức năng ở đây là Preference. Ở đây các bạn có thể chuyển đổi cái đơn vị đo chúng ta. Thông thường chúng ta sẽ chuyển về hệ mét, và nhiệt độ chúng ta sẽ chuyển về độ C cho thân thuộc của chúng ta. Ở nước ngoài người ta thường thường dùng độ F, nhưng chúng ta thì dùng độ C. Và các bạn muốn chính xác tới bao nhiêu con số đằng sau chấm. Ví dụ như là mình ở đây mình chọn một con số ha. Rồi, chức năng report này cho phép bạn là xuất cái báo cáo ra bằng cái file gì. Thì đây chúng bạn có 3 cái lựa chọn. Đầu tiên là bạn xuất thẳng ra file PDF. Thứ nhì bạn sẽ xuất ra cái file Word để chúng ta hay chỉnh sửa. Và thứ ba là chúng ta xuất ra cả hai file, một file PDF và một file Word để chỉnh sửa. Thì thông thường mình hay chọn cái file Word này để chúng ta dễ dàng thao tác và chỉnh sửa sau khi đã xuất báo cáo ra. Rồi, đây là cái nơi chúng ta lưu file thôi, không có vấn đề gì cả. Và đây là một số cái mức độ nhẹ, trung bình, nghiêm trọng hoặc là rất nghiêm trọng. Thì chúng ta có thể xử lý một số cái trường hợp chúng ta trong khi chụp ảnh nhiệt xong. Đây, chức năng View. Chức năng View thì cho các bạn biết được thông tin bức ảnh của chúng ta. Ví dụ như là chụp từ loại máy camera nhiệt nào, số series như thế nào, như là ngày tháng chúng ta chụp bức ảnh đó. Ở đây một số cái bức ảnh thật chúng ta chụp đính kèm với bức ảnh nhiệt chúng ta. Và đây là chức năng zoom. Zoom thì chúng ta có thể là chọn từng bức ảnh để zoom, hoặc là mình chọn tất cả các bức ảnh luôn. Thì đây ví dụ như mình chọn 50%. Các bạn thấy cái hình ảnh nó nhỏ đi mà. 100%. Thông thường mình để 100%. Rồi chức năng report này thì mình sẽ nói chuyện sau. Rồi đầu tiên bạn sẽ sắp xếp lại cho đẹp mắt đã. Thì bạn có một số chức năng sau. Bạn vào cửa sổ Windows. Ở đây có chữ là Cascade. Nó sắp xếp theo kiểu này. Nhưng mà mình sẽ không muốn như vậy. Mình thông thường mình sẽ chọn dạng này. Đấy, nó sắp xếp lại rất đẹp chúng ta. Rồi, ở đây bạn có thể chọn từ bức ảnh để chúng ta thao tác. Rồi, chức năng này thì bạn có thể đọc thêm. Ở đây sẽ nói bạn kỹ một số cái ví dụ như là về đăng ký cái camera nhiệt của bạn trên trang của Flux. Hoặc là mình kiểm tra những cái update mới của phần mềm này có những cái update mới nào không. Thì nếu có thì chúng ta sẽ tải về và cài đặt vào máy. Còn nếu không, chúng ta muốn dùng cái bản đang dùng thì vẫn ok thôi, không vấn đề gì cả. Và ở đây là một số cái lưu ý về Smart View chẳng hạn. Thì cái này các bạn hãy tìm hiểu sau ha. Thì chúng ta phần report này. Tuy nhiên trước khi mà chúng ta báo cáo thì chúng ta cần phải là biết chúng ta báo cáo là báo cáo cái gì. Và chúng ta có một thêm những cái phần như là logo công ty. Ví dụ như là báo cáo cho ai, tên người nhận là ai, tên người làm là ai. Thì chúng ta sẽ vào phần là Quick Report Setting này.